Hello, xin chào toàn thể anh em. Hôm nay kèo hôm nay đi các bác ơi. Đấy. Kèo ngày hôm nay hai anh em đi đánh vẫn tương tự các bạn. Vẫn là hai người đi đánh nhưng mà chủ yếu đánh một thòng thôi các bạn nhé. Tổng là được 14 em tràng nghịch, hai em quốc và một em mắt xéo, một em mắt đỏ. Đấy. Em mắt xéo này thì ông Cảnh ông ấy nhanh tay quá. Ông ấy đã lên khung rồi nhưng mà chưa sấy các bạn nhé, rất là đẹp luôn. Đây các bạn thấy không, mắt đỏ đây. Còn đây là mắt xéo đấy các bạn này. Con mắt xéo này mà sấy mà ngon lành mà để ở trên bàn ngồi uống nước thì tuyệt vời luôn các bạn. Nó mượt mà nó đẹp vô cùng luôn. Con này mà khi mà các bạn đánh bẫy thì là khi mà vào loanh quanh nó kêu rất hay các bạn, mà rất lì. Đấy, đây là mắt xéo các bạn nhé. Đây còn đây là mắt xéo này. Còn đây là mắt đỏ. Đấy. Tôi hôm nay đi đánh thì là nó không có mồi giá, thì tôi thấy tôi gọi thì thấy kêu thì tôi tiện thể nhân tiện để dùng luôn cái thòng đa năng của tôi chơi luôn. Đây bộ thòng huyền thoại đây, hơn nửa năm trời đây vẫn cứ tròn trinh các bạn. Đấy, thòng xe tay đây, cước siêu bền rất là ok luôn nhá. Mỗi tội là cái bản dưỡng này hơi cùi bắp một tí, bởi vì tự dùng mà cũng không cần phải đẹp các bạn. Làm sao mà mình định hình cái khung nó tròn là ok rồi, chỉ có mấy cái khung dưỡng này, sắt dưỡng này nó tròn là ok rồi, chứ còn mẫu mã thì cũng không quan trọng lắm. Đấy. Khi các bạn đánh mắt xéo đây thì con này nó nhỏ hơn. Con này nó nhỏ hơn mà trọng lượng nó cũng bé hơn, nhẹ hơn các bạn nhá. Khiên cho nên là khi các bạn đánh ấy, các bạn đánh các bạn ý định đây, cái là thòng của tôi đây. Khi các bạn đánh thì là các bạn lưu ý là khi đánh mắt đỏ mắt xéo là các bạn cho thu bé lại cái thòng này một chút. Đây tôi đã trực tiếp cho các bạn nhìn cho các bạn dễ quan sát. Đây. Các bạn sẽ thu nhỏ cái vòng lại một tí xíu thôi các bạn ơi. Đó, chỉ thu lại một phần tư thôi nhé các bạn nhé. Thu một phần tư đây, đây tôi làm mẫu cho các bạn nhìn này. Đó. Đây, như thế này các bạn ơi. Các bạn thu lại một phần tư của cái khuyên này lại nhé. Sau đó là các bạn đặt sát đất cho tôi. Đặt sát đất cho tôi. Cách đất cho tôi đúng 3cm cho tôi. Là ok, mắt xéo mắt đỏ vào không trượt các bạn ạ. Đây, thằng này đã vào đây không mà ra được các bạn này. Các bạn thấy không? Vào rồi nó không mà nó có chuyện bung ra được. Đấy, cho nên là nhiều khi đánh các bạn cứ đánh bằng cái thòng cuốc thì là nó to nó cứng, khi mà nó vào là nó vẫn có độ đàn hồi, là nó vẫn có thể là nhảy ra được. Đó, như cái thòng này của tôi các bạn thấy không? Đã thít vào rồi thì không mà được trượt được các bạn nhá. Đó. Cho nên khi các bạn đánh mắt xéo là các bạn nên thu nhỏ cái khuyên này lại, vòng khuyên này lại. Đó. Sau đó là đặt cách mặt đất 3 phân cho tôi. 3 đến 4 phân nhá các bạn nhá. 3 đến 4 phân đều được, nhưng mà không được thấp quá mà không được cao quá nhá. Có quá thì nó chui, cái con mắt xéo này nó thích chui đủ, thích chui lắm. Đó, cái mắt đỏ vậy nó rất lì, nó không sợ đâu nhưng mà nó cứ chui đủ các bạn. Đó, đây là thòng của tôi, thòng đa năng luôn các bạn. Đó, các bạn thấy không, hôm nay bắt được 2 con cuốc và 14 em tràng nghịch và một em mắt xéo, một em mắt đỏ, vô cùng tiện lợi luôn. Đấy, tại sao tôi bổ cái thòng này của tôi thiết kế theo cái kiểu như là đa năng, vừa bắt cuốc, vừa bắt tràng nghịch, vừa bắt mắt xéo, mắt đỏ luôn các bạn. Đây, thực tế là hôm nay như này đấy các bạn đây. Đó. Đây không phải là một mình tôi đánh nha các bạn nhé. Đây là hai người đi đánh, có một sở thủ trợ giúp đấy nhá. Tôi chủ yếu đi quay và đi tư vấn thôi. Đó, thì tư vấn anh em đánh thôi. Còn là đánh nhà chủ yếu là thằng em nhá. Đấy. Ok cho các bạn thấy không? Rất tuyệt vời luôn. Tràng nghịch mùa này béo cực kỳ luôn. Đấy, nhất là trong khu Quảng Nam này, với cả khu miền Tây ở Bình Dương. Rất nhiều các bạn. Đó, hiện tại là các anh em trong khu Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam nhá, Thanh Hóa cũng vậy. Anh em đặt hàng rất nhiều về cái mặt hàng thòng này. Đó, khắp mọi miền Tổ quốc. Đó, cho nên là anh em lưu ý, khi mà đánh tràng nghịch thì anh em đánh thoải mái luôn. Anh em đánh tràng nghịch, anh em đánh tầm này, rất tuyệt vời các bạn thấy không? Nhìn cái thòng nó rất đơn giản thôi nhưng mà rất tuyệt vời. Bắt không biết bao nhiêu con rồi nhưng mà cái thòng nó vẫn cứ tròn các bạn. Đó, các bạn khi các bạn mà đi đánh ấy thì các bạn không cần phải dưỡng ngay. Các hiểu không? Khi các bạn đi đánh thì ví dụ mình bắt xong một con rồi, các bạn thu nhanh vào cho tôi, không cần phải cho từng dưỡng, các bạn không cần thần quá. Khi các bạn về rồi, về đến nhà là các bạn dưỡng lại cho tôi là ok, chứ không cần lúc nào cũng dưỡng các bạn nhé. Đó, đây rất là tuyệt vời luôn các bạn, thòng rất là ok luôn này các bạn này. Đó, rất là mềm mại trau chuốt. Đó, thòng 5 khuyên các bạn nhé, bố trí 5 khuyên là hợp lý nhất. Bởi vì sao? Bởi vì dần nhiều cái địa thế nó bé các bạn, các bạn bố trí mà nó, tôi tính là nếu mà nhiều khuyên quá là không tốt, là sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề đặt dối. Cho nên là 5 khuyên của tôi các bạn là truyền thống vô cùng tuyệt vời luôn. Đó, đây thòng với các bạn này, khi dưỡng vào đây rất là tuyệt vời luôn. Đó, đây còn chẳng kịch hết sảy luôn các bạn. Hôm nay đánh kèo
từ 9 giờ đi ăn sáng, cái là 9 rưỡi bắt đầu đi thôi, 9 rưỡi là về nhà 4 rưỡi các bạn đó, chưa đến anh em nước điếc thoải mái. À, anh em đây mắt xéo này rất tuyệt vời luôn, con này là chưa sấy các bạn nhé, chưa vào xử lý nhá, đây mới là lên khung nữa các bạn này, rất là đẹp này đó, cảnh đen cực kỳ khéo tay luôn các bạn đó, làm này làm bất cứ con bìm bịp này hay con gà này hoặc là mắt xéo mắt đỏ. À, chú cảnh là rất tuyệt vời, làm cái món này lâu năm rất là ok luôn, con này có thể làm cảnh được các bạn, các bạn có thể để bàn trà uống nước nhìn thôi rồi các bạn vô cùng đẹp luôn đó, kể cả gà đồng thế đây các bạn thấy không, chúng ta rất là ok luôn đó, rất ok luôn, đây là gà đồng nhá, còn đây là chả nghịch đây, kiểu hôm nay là 14, hai cuốc là 16, một mắt xéo mắt đỏ là 18, hôm nay tổng 18 các bạn nhá đó, rất ok luôn. Đấy, đánh mắt xéo mắt đỏ tôi đã gợi ý cho các bạn xong rồi, còn chẳng thì các bạn cứ thế này mà chơi cho tôi, các bạn đánh mặt đất cách mặt đất cho tôi khoảng 8 phân cho tôi, 8, 7 cho đến 9 phân đều được hết, các bạn không đặt thấp quá mà không đặt cao quá, cao một tí cũng được nhưng không đặt thấp quá, các bạn để cao một tí thì nó là ok hơn. Tại sao tôi giải thích các bạn nghe nhé, các bạn đã để sát mặt đất đấy thì là khi mà con chim vào đấy là nó không có độ treo, các bạn hiểu không, nếu như để cao như này thì con chim có khi nó mắc vào cổ hay vào chân thì nó treo lên như này, treo cái tư thế treo như này là cái tư thế là sao các bạn, tư thế là đang đè xuống dưới này, thì lúc nào trong tư thế thòng thút nút các bạn thắt nút đó, khi mà các bạn để mà nó sát mặt đất quá đấy, khi các bạn để sát mặt đất quá đấy thì là nó không có độ treo, không có độ treo thì đôi khi nó vẫn có độ đàn hồi của cái khuyên này đó, vẫn có độ đàn hồi. Cho nên là đôi khi là các bạn đặt thấp mà sát mặt đất quá là nó vẫn có trường hợp là bị mất nhá, bị tuột nhá các bạn nhá, bị vụt mất đó. Cho nên các bạn để cao lên một tí thì ok hơn, cao hơn một tí thì lúc nào nó có độ treo như này, giống như là bạn treo một cái bao cát bao gì đá lên trên một cái cành cây đấy đó, thì lúc nào cũng tư thế thít nhưng không tuột được, nhưng mà khi các bạn hạ đất thì có khả năng nó lại lỏng cái mối ra đó, cho nên là anh em lưu ý nhé, lúc nào cũng phải cho cao lên một tí, không được phép thấp quá cho tôi đó. Đây là vấn đề đặt thòng đấy, còn bố trí thòng ra sao thì anh em vào tất cả những video trên Facebook của tôi để anh em tham khảo hướng dẫn, và mọi cái video là tôi đều quay trực tiếp cho anh em xem, và mỗi xong một đoạn cuối video tôi cũng giải thích cho anh em đánh như nào, đặt như nào cho hiệu quả đó, tại vì rất nhiều anh em cái điểm đặt quan trọng lắm và cách đặt rất là quan trọng anh em ạ đó, cho nên anh em lưu ý về cái vấn đề tràng nghịch nhá, tràng nghịch giờ mùa này đang rất là hot luôn đó, mọi miền tổ quốc đâu đâu cũng thấy anh em tràng nghịch đó, rất là vui luôn. Nếu như anh em nào mà chơi văn nghệ đây thứ bảy chủ nhật mà làm bộ thòng và con chim giả đi thì thôi rồi, tối về lại tí tiểu báo cháy bù chết luôn, gọi là say xỉn sướng sượng luôn các bạn, phê rúi rụi luôn đấy, thấy chưa, phê không các bạn. Rất tiếc là nhiều này nhưng tôi không được thưởng thức các bạn bởi vì hiện tại là còn đang thiếu rất nhiều cho anh em tràng nghịch giả cho anh em nhé, tất cả là vào bảo tàng hết và gửi đi mọi miền tổ quốc cho anh em đó, em thấy kích thích không, đây bay tận ra ngoài kia được kìa, ui giời. Tràng nghịch mùa này rất là béo các bạn. Đó, các bạn nhiều bạn bảo đã đánh không hăng, đúng rồi. Hăng hay không cũng do một phần là do mình nữa các bạn nhé. Một phần là do mình đấy, anh em cứ vào video tôi để tôi hướng dẫn để anh em tham khảo. Đó, anh em cần file trực tiếp nhắn lên cho tôi sẽ gửi cho anh em file đấy. Đó. Và tất cả mọi cái đây, mệt tròn. Mệt đến bịp đây, chuẩn bị lên đường và đi cho khách đây các bạn. Đó, mẹt vuông này, mẹt tròn này, gà giả này, mắt xéo mắt đỏ này, thuốc nữa nhá, bì bịp đấy các bạn. Đó, bì bịp thì tôi bảo quản rất tuyệt vời luôn các bạn ạ, lúc nào cũng trong tư thế treo luôn các bạn nhá, cho nên là yên tâm chất lượng. Mỗi sấy là đã xử lý xong tất cả mọi cái, rất là mượt mà và êm ả, rất đẹp luôn. Đó, mẹt bẫy đâu đâu cũng có các bạn. Đây, thòng đây hiện tại đang dưỡng cho anh em 7 bộ nữa, trong nhà còn đống nữa này. Đó, anh em thấy không? Rất là kích thích luôn. Đó, anh em cần mệt bẫy đa năng, mệt bẫy thông minh và tất cả các phụ kiện săn bẫy khác, ví dụ như là mệt bẫy gà này, mệt bẫy bìm bìm này, mệt bẫy chim săn này. Đó, thòng cuốc, thòng tràng nghịch, thòng mắt xéo mắt đỏ, tất cả các loại chim giả nhé. Đây, gà đồng này, tràng nghịch, tràng mắt xéo, mắt đỏ, bìm bìm. Và tất cả loa điều khiển từ xa. Và hỗ trợ thẻ nhớ nữa các bạn nhé. Thẻ nhớ và anh em nào mà người đấy thì là tôi có thể là trực tiếp làm cho anh em luôn. Là quắp tất cả những file chuẩn vào trong thẻ nhớ để gửi trực tiếp cho anh em luôn. Để anh em đỡ phải, anh em về anh em chỉ việc chơi thôi.
Đó, rất là tuyệt vời luôn. Thứ bảy chủ nhật anh em đi giải trí thì vô cùng tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đó. Ok. Video đến đây là kết thúc. Anh em cần tư vấn cái gì hoặc cần mặt hàng gì anh em có thể điện thoại vào cái số điện thoại 0971658096 gặp Phong, và số thứ hai là của Cảnh Đen 0975106663. Xin chào và tạm biệt anh em.